lạc vào ảo mộng. Nhưng Đà La trót yêu ai, Đà La trót yêu ai, yêu người con gái. Rồi một chiều đông tôi nghe lòng mình tê tái khi bước vào hiệu ca bài ca thương nhớ. Tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang, tay chẳng cùng nhau dệt mộng. Hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước cặp áo theo hoa khỏi bè bà. Tôi với chàng để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới, em cũng tặng tôi khăn hồng theo cành hoa mai. Tôi vốn nghèo anh cũng chẳng
mặc lệ ta hậu. Xin được cảm ơn ca sĩ Hà My và diễn viên Nhũ Nhi. Xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với một ca khúc đầy lãng mạn, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh. Khoan, cái này anh nói trước, bài này hát không hay. Mà là rất hay. 11 điểm. Mình tiếc chút xíu, hai người làm được. Bây giờ giả bộ, giả dụ có một cái kịch, anh Dũng có tật ở cái chân. Anh từ hôm nay đi qua, hôm nay là ngày cưới của My. Anh qua, anh tưởng tượng anh cầm một cái áo, anh nói vài câu, xong My đáp lại một câu, anh hát cho câu đầu tiên không cần ngâm thơ. Muốn luyện giờ tự suy nghĩ. My, hôm nay là ngày lễ thành hôn của em. Anh đến đây không có gì hết ngoài chúc em trăm năm hạnh phúc. Anh Dũng à, em thật thì tới giờ phút này em cũng không biết nói với anh sao nữa. Thôi, đâu đó cũng là số phận đã an bài cho anh rồi. Em đừng suy nghĩ thêm nữa. Em cầm đi, chúc em hạnh phúc. Nhưng mà anh Dũng à, anh có hiểu cho em không? Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Xuất sắc, xuất sắc. Dạ, cảm ơn. Nghe gớm thiệt. Nói với gà hai lần, cộng thêm một điểm nữa, 12 điểm. Wow, xuất sắc, xuất sắc quá. Hà My nhập vai rất là giỏi luôn. Anh Dũng cũng vậy nữa, hay quá. Hưng nổi da gà hai lần luôn. Những câu thoại mà nó không thể nào đắt hơn được nữa cả. Nó xuất thần luôn. Nó hay quá, mà thông minh nữa. Người ta đưa ra một cái đề tài thôi, làm được ngay lập tức liền. Và cái lời thoại nó hoàn hảo quá. My, em hát, anh tưởng là chị Hương Lan hát đó. Nó như một bản ghi âm mở đĩa lên vậy đó. Nó hoàn hảo tới mức vậy luôn á. Rất là tuyệt vời. Cái sự ngưỡng mộ dành của bao nhiêu người dành cho em bao nhiêu lâu nay hoàn toàn không hề uổng phí. Em rất xứng đáng. Và anh Dũng cũng vậy nữa, rất ngạc nhiên. Cái bỏ nhỏ và nó giữ, nó kéo dài và nó thanh thản và nó nhẹ nhàng. Nó không cần một kỹ thuật nào hết. Mặc dù đó là kỹ thuật của riêng anh, chiết xuất từ cái cách hát cải lương hơi dài của anh bỏ nhỏ xuống. Nó rất là dễ chịu. Cái an phận, cái sự tội nghiệp của một người đàn ông bị ruồng bỏ trong cái giọng hát của anh á. Hơn muốn anh quyết định một cái quyết định ngay lúc này luôn. Nhưng mà chờ chút xíu đi nha. Cảm ơn. Lời khen hết sức là cao nhất luôn. Dạ, dành tặng hai người. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đi ngồi với chương trình giám khảo, những cái tiết mục nào mà nó chạm sâu á, cái tim nó bây giờ nó cứ đập, nó đập rất là mạnh. Lúc mà cái tiết mục đó, cái bài hát đó, cái lời bài hát đó, cái giọng hát đó, nó khiến cho mình không có thở lúc đó, hiểu không? Cho nên mình nén lại. Cho nên khi xong cái tiết mục rồi, tự nhiên tim mình nó đập rất là nhiều luôn. Hồi nãy hai người không có diễn gì nhiều, giống như đứng hai tách biệt. Nhưng mà cái cảm xúc nó tràn đầy. Nó cái sự da diết ở trong mi hát nó quá ngọt, nó quá hay. Còn anh Dũng lại trầm ấm và nó len lỏi. Cho nên Ly nói là, đi dùng từ là
lột tả hết tâm trạng của nhân vật trong bài hát này, không cần phải diễn luôn. Còn nếu mà có thêm cái phần trước là quá tuyệt vời. Thầy nghe bài hát thầy thương quá. Thầy tại vì mỗi người cái cuộc sống mà cái môi trường có một cuộc đời riêng tư, rồi bây giờ con lo chuyện xong cho gia đình, cho cha mẹ, rồi con cũng an tâm lại và rèn luyện cái sức khỏe, con biết không? Giờ thầy thấy con tươi lên rồi thầy mừng, thầy mừng lắm. Thầy thương con lắm, cố gắng lên nghe con. Dạ con cảm ơn. Hôm nay con xin phép được. Rồi, cái chào đầu của tôi rồi. Dạ em cũng xin phép được ôm anh Hưng một cái ạ. Mình sẽ cố gắng. Thưa quý vị, nghệ sĩ là như thế đó, được trở lại sân khấu, được hát và được sống ở nghề, đó là điều hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ. Xin được cảm ơn quý vị. Năm 91 đúng không? Mình thu trong phòng thu, trong phòng ngủ của em luôn. Trung tâm Kim Lợi năm 88-89 ra là anh là Ngọc, dạ, Thu Ngọc Sơn đầu tiên. Thì năm 89 là anh kêu Ngọc Hải chở Hà My. Anh hồi đó anh không biết chở phụ nữ, anh anh ngại lắm biết không, tính Ngọc Sơn về chứ nhát lắm. Khi kêu Ngọc Hải chở Hà My đến hát danh ba hẹn tại Trung tâm Kim Lợi, là đây là phòng thu số 1. Hồi đó em còn bé tí à. Mà dạ, mấy chục năm rồi em ha, kỷ niệm. Mà gia đình của Kim Lợi tử tế lắm. Rất là tử tế. Đôi khi Ngọc Sơn nói thật là nhiều cái khốn khó trong cuộc sống, cần cái gì là được, và bố mẹ của em Minh giúp đỡ nhiều lắm đó. Thôi không giải thích thôi, em đi bỏ qua. Và có nhiều cái kỷ niệm sau này anh kể cho em nghe. Thì My nói là con muốn bái thầy làm bái sư, mà nhiều lần mà tha thiết lắm, mà cái cuộc đời đó trôi dạt mỗi người một nơi, sau này gặp lại thì cái duyên trời thôi, học trò là duyên trời, mình thương lắm. Rồi vậy đó. Nhưng mà Ngọc Sơn rất vui, thầy vui, thầy thấy con hát rất là hay. Phải nói cặp đôi này hôm nay hát rất là tuyệt vời. Dạ, con cảm ơn. Hát rất là tuyệt vời, ai cũng xúc động, cho tất cả hơn 10 điểm nữa là biết rồi. Chưa có chương trình nào mà cho được 11 đến 12 điểm, đúng không cả nhà chú Yêu? Đại gia đình cho bao nhiêu điểm? Thank you.
sương. Mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Giang hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa bao nhiêu. Con đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh. Xin được cảm ơn ca sĩ Hà My và diễn viên Nhũ Nhi. Cặp đôi này là phải nói là xứng đôi nhất. Xứng nhất luôn á. Một bên cao to, đẹp trai. Cái một lúc bên tập mập mập dễ thương. Cái lúc tập á, My nói giờ ủa em ôm anh em ôm sao, không lẽ em ôm dưới vậy? Thôi để anh ôm dưới cho em ôm trên đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Cái bài hát là một sự lựa chọn chính xác. Hương nghĩ là nó là một lợi thế với giọng hát của Hà My. Câu nào ra câu đó rất là chắc, rất là ngọt ngào. Còn với bạn Dũng Nhí, chất giọng của anh Dũng á, nó sáng trưng à. Những vòng sắp tới Hương tin là sẽ có rất là nhiều tiết mục thú vị. Với cái chiều cao này nó sẽ còn nhiều cái tiết mục hài hơn nữa, là người ta sẽ thích cặp đôi này nhiều hơn. Hương cũng sẽ trở thành một trong những fan hâm mộ của cặp đôi này. Chúc mừng. Dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Như là anh Dũng có biết ca cải lương không? Có, hát cải lương hơi dài luôn kìa. Cho câu đi, cho rất câu là đi. Đã luôn. Cho câu đi, câu rất đi. Rất là khoái luôn. Em ơi đã từ lâu anh giờ chiếc lá xanh tìm dần trắng sáng rồi, chốc lát nữa đây khi mây tan chị hằng lõ vàng. Tôi là một kẻ cô đơn lạc vào ảo mộng, nhưng đã lờ trót yêu ai, đã lờ trót yêu ai, yêu người con gái. Rồi một chiều đông tôi nghe lòng mình tê tái khi bước vào yêu ca bài ca thương nhớ. Tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Em đã từng xem anh ở rất nhiều chương trình, là rất là mê cải lương luôn. Nhưng mặt ra nghề thì không phải là cải lương. Em có nghe cái sự tâm sự đó của anh. Nhưng mà đặc biệt khi hát vọng cổ nén hơi lại sắc, rất là sắc nét luôn. Anh Dũng hôm nay hát với một cái phong thái rất là thoải mái. Còn nói về My, trước một khoảng năm mà chín mấy là không ai không biết My hết. My hội đủ hai thứ gọi là thanh và sắc. Chỉ có là bẳng thời gian Ly cũng không có biết sao mà My lại bị cái điểm dần. Một cái điểm dần, mong muốn rằng My sẽ nuôi lại cái tình yêu âm nhạc của mình để có thể quay trở lại một Hà My như xưa, rất là đẹp mà hát rất là hay, rất là ngọt cái dòng nhạc trữ tình này. Chúc mừng My và anh Dũng. Thật sự thì cảm ơn chị Tư, cảm My. Không phải là Ly khen My mà My nói ra những cái điều này. Thì sau này My cũng có phát hành một cái bài hát chị Tư mà vô tình trên mạng cũng thương cái bài hát đó mà đặt cho My là cái biệt danh chị Tư. Và thôi bây giờ chị Tư sau này xin phép ôm chị Tư trước một cái. Trời ơi. Trở lại mà lợi hại hơn xưa ha. Em cũng ôm cái ngoan nha Dũng nha. Ôi trời ơi, Hà My 15 năm trước đã gặp Hà My lần đầu và còn song ca nữa. Cái lúc mà Lê còn chỉ mới 20 tuổi thôi, lúc đó Lê cũng chưa phải là đi hát chuyên nghiệp. Lê đã nghe Hà My trên một cái băng nào đó hát một khúc cải lương thôi. Nói ô cái cô này giọng hay quá. Và con Lê nghĩ đây là giọng ca nữ rất đẹp. Nhưng mà mỗi người có mỗi phần mỗi số. Chính Lê là rất Lê buồn lắm á. Thấy Hà My hát cái tự nhiên trong lòng tôi á, cảm thấy là tôi mỉm cười. Đôi khi em lại ẩn mình trong cái vỏ ốc, em không thoát ra ngoài. Và bao nhiêu cái cơ hội ngoài kia em khóa cửa hết. Anh nghĩ cũng có một cái lý do nào đó riêng tư. Nhưng hôm nay anh rất là mừng, anh rất vui. Và anh ước mơ rằng Hà My hãy trở lại ánh đèn sân khấu và hãy thể hiện sức sống và hãy xinh đẹp như ngày hôm nay mãi mãi nhé. Cảm ơn chương trình dành cho Lê ngồi hôm nay. Cảm ơn hai bạn đã để lại một
kỷ niệm tuyệt vời ngày hôm nay đối với Quang Lê và các huấn luyện viên ở đây. Vòng sau, cái thế mạnh của hai người không phải dừng ở hát đơn thuần như thế này, mà phải là một cái quán ấm đầu làng, một cái tô ánh nguyệt, hay là một cái Lan và Điệp, một câu chuyện nhỏ khoảng 2 phút, 3 phút kết hợp với một bài tân nhạc cộng với tân cổ và rớt một câu giọng cổ xuống, đảm bảo luôn. Và một câu nhắc nhở khéo thôi, không chơi thì thôi, mình bước vào cuộc chơi thì hãy để tâm tới nó một tí. Tất cả những gì phấn đấu của mình sẽ có cái để bù đáp cho mình. Chúc mừng tiết mục của các bạn. Mối tình đầu của anh kỳ lắm, lúc đó anh học có... Anh học... Lớp mấy? Lớp 4. Trời đất ơi! Em ơi tháng 3 mơ ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngộ ngữ lang sau một năm dài xa. Mong khóc hận vì ai gây cảnh đắng cay, để giờ này anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt. Ban đầu ấy thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em, ngó đi chung một lối, đôi khi định nói với anh một lời. Tình muốn có nẻ chung bước đường về, lần nỗi lá thu rơi lại rơi, ngắm xe xuôi ngược lối, kết hoa màu cưới có đuôi tim vào đời. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần, trời môi ấm để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng. Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò, tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp chìm trong mộng thôi. Từ nay còn nỗi nắng gì, yêu người như thế đó nên lỡ một lòng.
nay còn dám yêu mình tôi tròn kiếp bơ vơ. Đừng trách người đi sao lỗi nhịp đàn, tình chỉ đẹp khi ai ân không tròn, một lần vào thu là lần bằng giá cưới so tấm. Người đừng giao bán nữa, truyền bàn đã năm xưa nay mình tôi tròn kiếp bơ. Mình tôi tròn kiếp bơ vơ. Nghe những lời nhận xét thì cho My xin được phép xin trân trọng kính chào ba vị giám khảo, và con rất là vui, con thân mến, con thương cậu, con chào cậu ạ. À, con gặp lại cậu. Ôm miếng luôn hả? Ôm luôn. Ôm miếng, ôm miếng. Trời ơi, hung nữa. Cho con ôm ké cậu một miếng. Cậu khỏi ôm tôi, cái giọng hát của cậu đã ôm tôi rồi. Phải không quý vị? Hay quá, hát êm ái, chất phát, chân chất, tôi thích vậy đó. Rồi, giọng hát của chú em đã ôm tôi rồi, ôm trái tim của tôi. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn. Có ôm anh không? Ôm em không? Trời ơi, thương dễ sợ không? Thôi đừng có hồn trong qua đây. Thương lắm. Tôi không ngờ mà cái người Dũng Nhí này hát êm ái quá, đúng với cái chất của Bolero. Bạn hát tôi đã nhắc nhở nhiều lần với lại các anh chị em chia sẻ rất nhiều. Hát làm sao cảm xúc, cái đó là cái chánh. Cái linh hồn của bài hát là cái chánh. Mà Dũng Nhí làm được cái điều này. Dạ, cảm ơn. Bởi vậy cho nên khỏi cần ôm, qua cái lời ca tiếng hát đã ôm tôi được rồi. Dũng Nhí là tốt lắm, hát rất tốt. Và hôm nay thì tôi cũng nhân dịp cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng, cũng cảm ơn công ty Sen Vàng cũng như ban biên tập đã tạo cơ hội cho cậu cháu chúng tôi gặp nhau, tôi với Hà My. Và hôm nay cái duyên này, có duyên mà cậu cháu mình gặp lại thì cậu rất là mừng, vui mừng là thấy con phong độ trở lại nha. Cứ giữ vững cái phong độ này trở đi. Con đã từng có mà, phải không? Con hát tuyệt vời, giọng cổ cũng hay, ca nhạc cũng hay, cái nào ra cái đó, vóc dáng cũng ngon lành luôn, thấy không? Thì ráng giữ nha con nha. Dạ. Cậu thấy con thành công, cậu rất là vui, ít nhiều cũng hãnh diện chứ. Trong gia phả mình có một đứa cháu thành công như thế, thấy không? Thì ráng giữ cái phong độ này trở lên nha. Bao nhiêu người anh Hưng cũng yêu mến con nè, cũng tạo cơ hội cho con. Rồi anh Minh Vi cũng vậy, và những người đồng nghiệp khác đều trân trọng cái tài của các con các cháu hết. Ráng mà giữ phong độ này trở lên nha con nha. Rồi chúc mừng cái tiết mục của hai đứa. Dạ, dạ, cảm ơn cậu. Đối với Hưng thì đây là một bản mashup phân bố bài vở rất là chặt chẽ và hợp lý, và nó gây thú vị cho người xem. Hai bạn phải cảm ơn cái người đã mashup, đã chọn cái bài hát này cho hai bạn. Và cả ban nhạc nó cũng đổi từ cái bài Yêu Người Thế Đó từ rumba qua tango. Giọng hát rất là tốt ha, đẹp đều, khen từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ cảm thấy là thất vọng về giọng hát của hai bạn cả. Chỉ thiếu một cái phần nhảy của hai người thôi. Anh Châu, cho em nói chút xíu là anh Dũng anh hát cái chất mộc mạc tự sự bolero, nhưng mà theo em cái đó vẫn là bolero theo kiểu Nam Bộ cải lương, chứ chưa hẳn là bolero theo kiểu tân nhạc. Thì cái đó nó vẫn pha một tí gì đó, có cái
cái giọng của cải lương vào thế. Em đang muốn nhẹ, nhẹ, nhẹ lại từ từ để cho nó bớt đi cái chất chân ca trong đó. Và trong cái cách hát của hai người vẫn có chút xíu gì đó cái dân ca Nam Bộ. Nên chọn, khi mà chọn bài mashup này á, thứ nhất là nó gần với hai bạn, và thứ hai là rất là nhức đầu. Chỉ cần một người trễ một nửa nhịp, một nhịp thì bảo đảm ban nhạc không theo được luôn, vì người ta không có biết được đường nào quay trở lại. Mà rất là may, rất là may nha, là may sao vẫn đúng. May sao vẫn đúng. Đúng là mừng rồi. Ở đây là nếu như yêu cầu anh Dũng cái câu cải lương nào khác thì anh còn câu nào khác ngoài cái câu truyền thống không? Chết anh chưa? Nhiều không? Nhiều lắm chứ. Nhiều một kho bảo đảm luôn. Làm liền anh. Em ơi tháng bảy mơ ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà, chức nữ hội ngô ngữ lang sau một năm dài xa. Mong khóc hận vì ai gây cảnh đắng cay, để giờ này anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Trời ơi, giọng nào mà cũng hát kiểu này chắc xỉu. Thiệt. Tôi nghe mà hát cái giọng cổ cái kiểu này chắc phải có cái ambulance lăng đậu kế bên quá. Hồi hộp chết luôn à. Rồi, xin chúc mừng tiết mục của hai người. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Trong chiều chiều gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thấm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn. Trung, mày đi đâu mày mặc đồ đẹp quá vậy Trung? Trời ơi, mày không biết vụ gì hả? Vụ gì? Bữa nay đám cưới con My, nó mời tao qua làm MC. Ủa, mà nó có mời mày không vậy? Có, My có gửi thiệp mời mời tao nè. Rồi có đi không? Tao không biết nên đi hay không nữa. Dù Ê. Sao ngày xưa mày với nó cũng yêu nhau, mà bây giờ nó lấy chồng thì mày cũng phải tới mày chúc mừng cho nó chứ. Tao nên tới không? Mày tới nha, mày tới mà mày còn hát tặng nó một bài nữa. Tao hát luôn hả? Ừ, vợ người ta. Thôi, bài đó tao không có thích. Chứ thích bài gì? Đắp mộ cuộc tình. Ông nội ơi, tao về tao thay đồ cái tao qua liền. Hey. Kính thưa quý vị, hôm nay gia đình chúng tôi rất vui được đón tiếp quý vị đến với lễ thành hôn của con cháu chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng nhìn lên sân khấu và cùng chào đón cô dâu và chú rể. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Xin
xin được cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, em là bà Mai, là người đã xe duyên kết nối cho hai người này đến với nhau đó quý vị. Quý vị biết không, ông ta là một chú rể thương gia giàu có nhất hiện nay đó. Anh chỉ bị biến cố chút xíu xíu thôi, đó là căn bệnh tai biến. Nhưng nói với em, tai xanh tai biến thì không cần biết, miễn trên tay có cầm tiền là ok rồi đúng không quý vị? Chúc quý vị của chúng ta có một buổi tối thật ngon miệng. Ớ là la. Thôi đi bá ơi. Thôi hôm nay cũng là ngày vui. Bây giờ con cũng xin gửi đến cho ba mẹ và ông bà ngoại và gia đình và các quý quan khách ở đây một bài hát mà rất là mang nhiều kỷ niệm. Bài hát có tựa đề Hương Tóc Mã Non. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều. Nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buông mất, giang xưa tan theo giấc mộng. Bước sang sông đang mùa lúa trầu. Trong chiều chiều gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thấm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lòng. Anh Vũ, thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta cùng đến với sự trình diễn của Hà My và Dũng Nhí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Và em mời anh Hưng. Lúc đầu Hưng ghi ra đây nhiều thứ lắm, có những cái Hưng định Hưng nói để muốn cho tiết mục nó còn xuất sắc hơn nữa, cho tới khi mà anh Dũng bước vào phần thoại, xong rồi một giọng hát từ trong cánh gà cất lên. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cầu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau bạc thêm mái đầu. Xóa hết tất cả những gì mà anh đã nói, rất là hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Em thích anh Dũng ở chỗ là cái chất giọng anh Dũng rất là đời và nó tình cảm, nó mộc lắm. Mà anh dùng cái phương pháp là anh hát rất là nhẹ, giống như nói
đó, cái đó mới là chết chứ anh hát bình thường. Anh hát không ai muốn qua thăm em, nó sẽ trôi tuột. Nhưng mà anh hát giống như anh nói, nhưng mà nó thì thầm. Yeah. Cái đau của cái người mà người yêu mình đi lấy chồng, nó nhẹ nhàng rồi anh đi, cái tướng của anh đi ra nữa. Thiệt tình là lúc đó em cũng như Hưng, em nhìn qua hai người hơi có một sự khựng lại luôn. Thì cái đầm, cái trầm của anh, cái nhẹ, cái êm của anh, nó vừa mới ngưng, bỗng Đông Mi bật vào cái đoạn điệp khúc, một cái sự mà lòng chợt buông mến mà trời ơi, xong nó cháy ở trong đấy, nó tương phản, nó lại tạo cho mình một cảm giác ly lại nổi lần thứ hai. Còn một chỗ nữa phải gọi là siêu, là khống chế được cảm xúc nhưng vẫn diễn được trong giọng hát của mình. Là rải từng chữ cuối mà nghẹn ngào, nó giả vờ như là không tới nốt nhưng thật sự là tới hết. Giả bỏ được cái cảm xúc đó rất là khó làm nha. Kinh khủng là chỗ đó, đó điểm 10 nằm ở cái chỗ đó đó. Xin cảm ơn ạ. Đời tôi có đơn, anh yêu ai cũng không duyên. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lẫn lộn. Trời cho tôi có đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận đời mau. Ủa, My, em đi đâu mà mặc áo dài đẹp vậy? Em qua em tự giả anh á. Trước khi đi á, em muốn nói với anh hai điều. Anh biết không, mỗi lần mà ở bên nhà bển á, cái em nghe anh đàn, em thích lắm luôn á. Cảm ơn em nha. Còn điều thứ hai á, tâm sự của em. Anh biết không, em có yêu một người mà em không có dám nói. Với lại em không biết là người ta có biết hay là không. Em chờ hoài à, không thấy câu trả lời gì hết trơn á. Thằng nào ngu dữ vậy trời. Anh nói gì vậy? My ơi, My cho anh hỏi đi, cái người đó ở gần đây không? Ở gần, đâu vậy? Gần lắm. Gần xa ta. Anh Dũng, nếu mà em đợi hoài không nói, chắc em sẽ là người ra đi. Em đi theo Cẩm Ly hả? Bậy. Em nhớ bài đó Cẩm Ly hát á. Cẩm Ly nổi tiếng lắm. Em Cẩm Ly nổi tiếng lắm, em đâu có theo được. Cái chuyện thứ hai là chuyện gì nữa anh nghe coi. Anh giúp em nha. Anh viết cho em một bài hát giống như cái tâm sự của em vậy đó. Tưởng mượn tiền mượn bạc gì thì anh thiếu, chứ bài hát thì anh viết liền, nghề của anh mà. Dạ, viết liền nha. Anh viết liền nha. Dạ. Mà nội dung bài hát sao em? Thì anh muốn viết gì cũng được hết á. Anh viết đại hả? Viết đại đi. Trúng chợt vậy đừng giận nha. Không giận đâu mà. Rồi anh viết liền. Em coi coi được không? Mình gặp nhau mang tâm sự từ thuở thì
viết tiếp đi anh Vũ. Anh viết tiếp đoạn cuối nha. Công nhận nghe biết tâm sự của em luôn ta. Câu thôi nha, đợi có một tiếng anh yêu em mà cũng không nói được nữa, em đi á. Gì kỳ vậy ta? Đợi có một tiếng anh yêu em mà không dám nói. Ủa, không lẽ mi nói mình ta? Đúng rồi, trời ơi, mày ngu quá Dũng ơi. Mày ngu quá. Mày ơi, anh yêu em. Đúng vậy chứ, cặp đôi này là xứng nhất nè. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ, em xin mời chị Tư Cẩm Ly à. Không biết nói gì hết trơn á, ghi có hai chữ à. Chứ gì chị? Ngọt quá, chấm than. Trời ơi. Cái giọng của anh nó tình lắm. Mà không biết sao, cái giọng nó nổi niềm lắm. Và My thì thôi, ngọt quá My ơi, rất là hay. Chúc mừng tiết mục của anh Dũng và My. Cảm ơn My. Thoại hay, rõ ràng, nội dung dễ chịu. Và đặc biệt là đài từ cực tốt. Giọng hát của anh Dũng á, vẫn luôn là một bất ngờ và gây thú vị cho người xem, nhất là với Hưng nè. Anh lại không thấy My hát hay mà là quá hay. Trời ơi, anh lời hết rồi, thấy chưa? Tôi đã nói luôn cái từ đó luôn. Xuất sắc. Cảm ơn. Cảm ơn đại ca rất nhiều ạ. Trời ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm từ ban giám khảo. Em xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng à. Giọng hát nó quá hay vậy nên 10 thôi. Nữa. Điểm của bà xã tôi cao hơn bạn kia. 75.9. 9.75. Dạ xin được cảm ơn anh chị rất nhiều. Cầu chân côi.
cách nhau mấy đời. Người đó và tôi chung trời, cách nhau diễn viên Dũng Nhí và ca sĩ Hami. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Em mời anh Hưng ạ. Mi ơi, cái tập trước cũng để cái tóc y như vậy rồi. Cái tập này mình nên chăm chút hình ảnh một chút xíu ha. Dạ. Một áo dài Huế bình thường. Dạ. Xong rồi mình đội một mái tóc giả ngang vai, có cái mái trước nè, cầm cái nón lá, nó sẽ ra một Hami khác hẳn, là nó lạ hơn. Tại vì chị Hami chỉ để kiểu tóc này 2 tuần rồi. Anh kêu chị đổi sao ổng để gần 6 tuần anh kêu đổi luôn em. 6 tuần rồi. Anh mà vai một người khác đi cũng được nữa, đàn ông khác. Còn cô gái Huế có nhiều điều kiện để làm hơn. Dạ đúng rồi. Anh Dũng, anh có những cái luyến lấy nó rất là ấn tượng và sáng tạo và nó ghi dấu ấn ha. Mặc dù là hai người hát chồng lên câu của nhau, anh Dũng là người sai nhớ quên đó, nhưng mà anh Dũng vẫn hát nhỏ nhẹ luôn như là cái bè kẹp ở dưới đó, thông minh, không phải là người ta bị như lỡ là hát luôn vậy. Rất là giỏi. Dạ cảm ơn. Anh Dũng anh vô sớm. Sớm một câu. Sớm nhưng mà lại ăn gian. Anh ăn gian, anh vô sớm nhưng mà anh ăn gian là anh ôi một hơi dài cho nó tới cái câu đó luôn. Ôi ta ra ta ra. Cái đó là tại vì mình là một người ta nói là kinh nghiệm nhiều cho nên là cái ứng biến khủng khiếp. Chứ như là mấy người kia ôi ta nó rồi rớt rồi. Dũng Nhí và Hà My hát rất là hay. Hát ngọt ngào và êm lắm, đẹp lắm. Những cái chỗ bỏ nhỏ của Dũng rất hay. Nó nhẹ nhàng và nó ngọt lắm. Hai người hát cùng một tông một bài hát và chia câu thì nó có những cái đoạn Dũng bị hơi thấp cho nên cái chữ nó hơi bị nhỏ hơn, nó không có rõ. Nhưng mà cái giọng của My thì rất là tròn, rất là rõ và rất là thoải mái. Nhưng mà Dũng biết là mình hát ở những cái đoạn thấp đó vẫn hát rất mềm và rất êm, rất là ngọt. Cái điều đó là đáng khen. Cái cô gái Huế này thì hơi sang, hơi chảnh thiệt. Nhưng mà cô này thì hát rất hay. Xin chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả của hai anh chị. Bây giờ em xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ. 9.5 điểm. 9.5 điểm. Dạ, em xin mời chị Hà. Hạ tặng các bạn 9.75. 9.75. Xin cảm ơn. Trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Hay quá ta ơi. Ủa mày tới mà không có điện thoại trước vậy trơn. Có điện thoại đâu điện. Trời, bữa nay mặc áo dài trắng đẹp quá à. Anh nhớ coi cái thời sinh viên của mình á, My mặc cái áo dài trắng này là đẹp nhất trường đó nha. Bộ giờ không đẹp nữa hả? Giờ đẹp hơn. Cảm ơn nha. Mà anh biết sao mà em mặc áo dài trắng không? Sao vậy? Tại vì á, em muốn anh nhớ lại thời kỷ niệm của hai đứa mình đó mà. Kỷ niệm gì vậy? Anh không nhớ gì trơn hả? Không. Vậy thôi để em nhắc nha. Em nhớ hồi đó đó, lúc còn đi học á, cái anh hay dẫn em đi ra ngoài công viên nè, cái anh nắm tay em nè, cái anh hôn tay em nè, rồi anh tặng quà cho em nữa. Anh nhớ không? Anh có tặng quà cho My nữa hả? Trời ơi gì kỳ vậy, tặng mà không nhớ hả? Anh tặng quà gì ta? Vô tình thiệt chứ. Nè, anh tặng cho em một trái tim. Rồi còn một món nữa. Cái món nó làm em cứ ấp ủ hoài luôn á. Đặc biệt lắm luôn á. Thôi, để
để em lấy ra cho anh coi luôn nè. Nè. À, chiếc nhẫn. Ừ. Anh nhớ rồi. Anh nhớ kỷ niệm chiếc nhẫn này rồi. Cách đây 2 năm nhân ngày sinh nhật của My. Đúng rồi, đúng rồi. Hai đứa mình ăn hột vịt lộn bệt chỗ nhà thờ Đức Bà. À, mà nói nghe nè, em hỏi anh này nha. Người ta tặng nhẫn cho nhau á là người ta thường thương nhau đó mà. Vậy anh có thương em không? Anh có yêu em không vợ? Anh tặng nhẫn, anh tặng trái tim cho My á là anh thầm mong My sẽ có được một người yêu và một hạnh phúc. Em không có nói giỡn đâu, em hỏi thật đó. Anh biết không, người ta tặng trái tim á là tượng trưng cho tình yêu, còn tặng nhẫn á là giống như là người ta đi cầu hôn vậy đó. Anh tặng nhẫn cho em chi? Sao lúc đó anh không tặng dây chuyền cho em đi? Giờ anh tặng nhẫn anh ơi, anh không yêu em. My à, trong tình cảm á, nhất là trong tình yêu, phải đến từ hai phía. Đừng có yêu đơn phương như vậy, khổ lắm My. Phải mà, tới giờ này em mới biết là em yêu đơn phương đó. Nếu mà anh nói vậy á, em trả lại cho anh nè, trái tim nè, chiếc nhẫn luôn nè, mà em tặng cho anh thêm món quà nữa. Trả lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao. Trả lại anh con đường yên bóng mát của ngày nào. Trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay. Những đêm chúa nhật nghèo phố phường của con giày. Trả lại anh ân tình xa xưa đó với trăng sao. Trả lại anh đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao. Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau. Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Mày mới về hả? Về 2 ngày rồi. Đi du học nước ngoài về có khác ha. Đẹp trai không? Đẹp trai. Ê, sao nhà mày không chuẩn bị gì hết trơn vậy? Xíu soạn đồ lại cho coi.
Mày khùng ở nhà mướn mày sửa soạn gì chi vậy? Thì muốn làm tao bất ngờ đúng không? Bất ngờ gì? Đó, thôi, có người làm bể kèo mày hết rồi. Đây, 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 đây. Tấm thiệp đề trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Đám cưới mày với My đúng không? Đây nè, lúc nãy tao vừa về tới đó ha. Tao bước ngang ra ngang nhà My á, My mới gửi cái thiệp cho tao nè. Đây, đây, rồi đây, đây. Thiệp rõ ràng ghi nè, rõ ràng nè, đây không? Đây, Nguyễn Thị Hà My sánh duyên cùng Cao Nhất Dũng. Đây. Ê, làm như nó... Tao nhớ mày Quỳnh, Quỳnh Tấn Dũng mà. Sao trong này lại Cao Nhất Dũng? Chết cha ông này, ông in lộn thiệp hay gì mày? Hả? Không có lộn đâu, tên đúng đó. Tao là Quỳnh Tấn Dũng, đây là Cao Nhất Dũng. Hai người khác nhau. Tại sao mày để My đi lấy chồng khác? Ngày xưa tao cũng từng yêu My nè. Mày cũng yêu My. Tao với mày cá cược với nhau, hãy ai chiếm được trái tim của My, người đó sẽ thắng cuộc. Còn một người kia âm thầm rút lui. Tao mới đi ra ngoài nước ngoài, tao đi học. Mày nói khi nào mày có công việc ổn định rồi mày sẽ hỏi cưới My. Vậy tại sao hôm nay công việc mày ổn định rồi, tại sao mày không hỏi cưới My? Mày có chắc là người chồng tương lai của My sẽ làm hạnh phúc cho My không? Chắc. Cậu ta là một người rất giàu, rất có địa vị trong xã hội. Ba mẹ của cậu ta thương My. Đặc biệt một điều là cậu ta rất thương My. Tao chắc với mày một điều là My sẽ hạnh phúc. Mày dẹp mấy cái lời đó đi. Mấy cái lời đó tao nghe trong phim nhiều lắm. Vậy là May là người thay đổi. Tao biết chắc chắn một điều, My không bao giờ thay đổi. Có phải mày có người yêu khác rồi phải không? Tao... Mày không còn yêu My đúng không? Tao... Mày nói cho tao biết đi. Có phải vậy không? Tao... Tao... Mày không còn yêu My đúng không? Đúng. Mày... Tao không còn yêu My nữa. Mày nói cái gì? Tao không còn yêu My nữa. Mày là một lần nữa thôi vậy thôi. Tao sai lầm nhất là quen biết một thằng bạn như mày. Tao không muốn gặp mặt mày nữa. Hạnh phúc của tao là khi tao đứng nhìn người yêu của tao hạnh phúc. Sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Giọng hát vẫn hay như mọi ngày, không có gì thay đổi hết. Có điều là không phải tuần nào cũng xuất sắc. Và ngày hôm nay cái kịch này nó không đã so với những gì Hưng đang kỳ vọng rất là nhiều từ nơi hai người này. Cái phần thoại cá nhân thì rất là tốt. Đó, nhưng mà cái nội dung chính của kịch này nó chưa có làm cho nó vỡ òa mà đã. Có một cái chi tiết rất là lạ nè, My ơi, em vẫn đem lòng yêu anh Dũng. Thế thì tại sao em lại đem một cái thiệp cưới tới? Cái ý của em á là em đang phân vân là em chưa có nhận lời bên kia. Dạ, nhưng mà em muốn cái chiếc nhẫn đó, từ đó giờ anh này thì cũng chưa nói tiếng yêu em gì cả. Nhưng mà trong tâm của người phụ nữ lúc nào mà tặng chiếc nhẫn là em cứ nghĩ là ảnh yêu em, ảnh tặng chiếc nhẫn. Và em muốn hỏi rõ cái lý do đó một lần cuối cùng. Nếu anh yêu em thì em sẽ không có đám cưới ở đây. Hay dạ. Nó hơi gắt quá. Cái dạ. Này là phải chạy chữ phụ đề là mình hiểu được rồi. Hà My, kỳ này em hát trung bình thôi, nó chưa có xuất sắc.
mà em lại còn hát bị hơi đuối nữa. Hơi đuối có đúng không? Tại vì em khóc mỗi lần mà em khóc là em nghĩa không là cái câu đầu vô dạ. cái nốt chót là em bị đuối rồi. Nhưng mà ngược lại, chị rất thích Dũng. Tại vì chị biết Dũng không phải là ca sĩ, mà Dũng hát cái giọng êm lắm, rất là êm ái, mà rất là mượt mà rất là hợp với bolero. Là chị cảm thấy cái lòng mình nó cũng êm ái theo. Cảm ơn hai em. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của anh chị trong tập 7 ngày hôm nay, đó chính là phần cho điểm từ ban giám khảo. Em xin được mời anh Đàm Bình Hưng ạ. Phần kịch bản nó hơi hợp và cái phần nhạc chọn cũng không đã lắm. Nên là Hưng sẽ chọn 9,25 để gửi tặng hai người. 9,25 điểm. Đó là số điểm từ giám khảo Đàm Bình Hưng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm từ giám khảo Chị Tư Cẩm Ly. Ly cũng như Hưng, Ly gửi cho anh Dũng với My 9,25. 9,25 điểm. Xin được cảm ơn hai anh chị và số điểm của hai vị giám khảo còn lại chúng ta sẽ cùng biết sau chương trình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Từ khi gặp em anh buồn, dòng ca ngọt em xiết bao lời. Ủa My, dạ. Nên đi làm sớm vậy? Ở nhà buồn quá à. Buồn quá hả? Dạ. Bệnh dữ lắm phải không? Có đâu, em cũng hơi ho ho, anh ho nhiều hơn kìa. Hôm qua đi về mắc mưa, bệnh quá, cảm rồi. Nè, anh mua thuốc nè, uống đi. Cảm ơn nha, thôi em vô làm mặt nha, em vô chỉnh trang lại. Nhớ uống thuốc nha. Bữa nay nhận thuốc rồi. Dũng, làm gì em lo buôn bán, lo nhận thuốc, nhận men gì đây? Dạ, dạ, đâu, dạ đâu có, đang lo bàn nè bà chủ. Dạo này tao thấy mày với My lạ lùng lắm nghe. Dạ sao vậy? Nè, người ta là một nữ hoàng của phòng trà này. Bao nhiêu đại gia săn đón, còn mày là cái gì? Mày là cái gì hả? Hả, là cái đĩa nè, đeo chân hạt nè, đũa móc mà đòi chọc mâm son nè. Lo mà buôn bán đi, khách khứa sắp vô á, ế là tao trừ luôn mày à. Dạ 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 dạ. Ờ đất ơi, My ơi, My chuẩn bị ra hát nghe em ơi, My. Trời ơi, tao thương nha. Rồi vô đây. Ồ, dạ, anh Sáu, dạ chào anh Sáu. 2 triệu tiền bông luôn. 2 triệu tiền bông luôn. Ê, tâm, Jerry, tiếp anh Sáu nè mấy đứa ơi. Dạ. Rồi, 2 triệu tiền bông. Mày lúc nào cũng hiểu ý anh. Dạ, cảm ơn anh Sáu. Em phải hiểu ý anh Sáu thôi. Dạ, cảm ơn anh Sáu. Của mày. Dạ, cảm ơn anh Sáu. Nhớ quá. Từ khi gặp em anh buồn, dòng ca ngọt em xiết bao lời ca bóng. Oh wow, danh ca. Dạ anh mới đến. Sao mày lại gọi anh là danh ca? Dạ anh tên Danh rồi, anh là đại ca, gọi danh ca cho nó gọn. Mày khéo nịnh lắm, thưởng cho mày. Dạ cảm ơn danh ca. Hồi nãy tao nghe mày hát hay. Dạ. Nghe riết nó đi. Nhiễm á. Rồi một ngày nào đó tao sẽ cho mày lên trên sân khấu. Dạ. Cho mày hát. Dạ cảm ơn. Cho thỏa cái đam mê. Dạ. Hà My tới chưa? Dạ My tới rồi. Dạ đang trang điểm. Tao yêu cầu My hát cho tao nghe được không? Dạ dạ dạ. My là phải giữa chương trình hay hoặc là out chương trình á My mới hát, chứ còn giữa thì quản lý, dạ để em nói quản lý cho hát sớm. Dạ. Dạ, dạ để em vô em kêu My. Dạ. Chào anh Sáu. Xin chào. Chào anh. Tôi đến cái phòng trà này bởi vì tôi rất là say mê giọng hát của ca sĩ Hà My. Tôi cũng vậy. Tôi thích nhất mà Hà My hát cái bài gì mà cái lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Anh Sáu biết bài đó không? Đó là bài Nếu Anh Đừng Hẹn. À, Hà My ca là số 1 đó nha. Và bây giờ tôi muốn ca sĩ Hà My hát song ca cái bài đó cùng với thằng em thân thương của tôi. Ồ, tưởng Danh Miro rồi là hát chung với ca sĩ chứ. Tôi là Danh Đại Ca, chứ tôi không hề biết ca. Mời Hà My và Dũng Nhi. Tới My, tới Danh ơi. Anh trao cho mày cơ hội. Dạ. Mày sẽ được đứng trên sân khấu này để thỏa mãn cái niềm đam mê của mày. Và bây giờ là màn song ca với ca sĩ Hà My và Dũng Nhi. Dạ, em chào anh Sáu ạ. À. Em chào anh Danh ạ. Dạ, anh hát với em.
Đâu có sao đâu, thì hai anh yêu cầu thì mình hát thôi, có gì đâu rung, hát đại đi. Đúng quá. Ừ, hát đi mà. Dạ. Sau đây Dũng Nhí cùng với ca sĩ Hà My sẽ gửi đến tặng cho các anh bài hát đã mang tên Nếu Anh Đừng Hẹn. Anh biết em rung dạ, mà em... Có gì đâu mà sợ My. Dạ. Ôi anh đừng có làm vậy. Ngồi đây với anh chút xíu. Khoan đã. Ngồi với anh không đi được. Nè anh cho tiền, anh có nhiều tiền. Dạ. Ngồi với anh hả anh sao? Ôi trời ơi. Ai vậy? Ê chồng tao. Ê trời ơi. Ba làm cái gì? Em cái gì vậy? Ôi đây làm cái gì vậy hả? Ôi ở lại chơi vui nhau anh. Em ơi em. Quay lại. Em em làm gì vậy hả? Dám lấy tiền của con cái hả? Quay lại đưa nó lên mạng. Đây, con ca sĩ Hà My giật chồng người ta. Quay lại đưa lên mạng. Dạ, bây giờ mình hát tiếp. Tại sao đánh vợ tôi vậy? Dung, mày mới nói cái gì? My là cái gì của mày? My là vợ em. Trời, khốn nạn. Tao vô trong cái vòng trà này, chúng biết bao nhiêu tiền cho My.
Vậy mà bây giờ hai đứa bay, hai đứa bay đóng kịch để lừa tao đúng không? Tụi bay giết nó chào. Đừng đánh mày. Bà, dạ, chủ phòng trà kiểu gì để ca sĩ giật chồng người ta, để bồi bàn lừa tiền người ta? Dạ, ngày mai tôi không muốn thấy hai đứa này trong đây nữa. Nếu không tôi sang bằng cái quán của bà đó. Chị, con nhỏ này bỏ cái tập giật chồng người ta đi. Tụi bay, đi về. Về cái gì mà về? Phải xử nó. Đi về. Phải xử nó. Chị ơi, chị, đi về. Ôi, tao nói cho tụi bay biết, làm không lo làm, lo yêu đương. Yêu đương thì cuốn quần áo cút khỏi cái quán của tao. Bực quá đi mà. Anh Dũng ơi, anh có sao không vậy? Sao mà anh phải làm như vậy? Mới ra nông nổi gì nè. Anh không thể nào đứng nhìn người ta đánh đập và hành hạ mình như vậy. Cuộc sống mà anh, em cũng quen rồi. Nhưng mà đó là cuộc sống của em, cái nghề của em. Em phải đi kiếm tiền lo gia đình. Tại sao anh phải vì em như vậy? Vì anh yêu mi. Về đâu?
quý vị, và đó là Dũng Nhí và Hà My. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Em xin mời anh Đàm Bính Hưng ạ. Về bài hát, lựa chọn bài rất là đúng. Hình ảnh của My rất là đẹp, thay đổi hoàn toàn, đúng vào vai của một cô ca sĩ. My vào vai ngọt lắm. Cái thoại hay là những cái cách xử lý, cái tâm lý nhân vật nó dễ ẹt đối với My ạ. Rất là dễ chịu. Phần đầu của Dũng Nhí hôm nay hơi mờ. Không biết là cái vai diễn của Dũng Nhí là rung. Khi lần đầu tiên đứng sân khấu hát xong cả một danh ca vậy đúng không? Mình là dân phục vụ bồi bàn rồi bây giờ ca với một ca sĩ nổi tiếng vậy. Hưng cũng nghi tại vì Hưng biết rõ là anh Dũng mấy cái nhạc này đâu ăn thua với Dũng đâu. Có một phần như này duy nhất thôi là Dũng lại chọn cái phương pháp, cái cách hát nhẹ nhàng và nó êm dịu. Thì My lại chọn cách đầy nội lực luôn. Cho nên những cái câu đầu tiên của My á, nó bung ra một cái là nó tỏa ra luôn. Nó sẽ làm cho Dũng Nhí bị lép xuống một chút xíu. Và Dũng Nhí bỏ nhỏ rất là nhiều, rất là mềm. Nhưng mà khi mà có nhạc nó đánh dày lên vậy đó, thì nó sẽ bị ổn. Lúc trước thì có khen anh Dũng là giọng anh Dũng thì anh Dũng có thể làm chủ bất cứ ở cái note nào. Anh hát rất là thoải mái. Và anh có cái những cái bỏ nhỏ rất là hay. Nhưng phải lưu ý, tại vì đôi khi mình cứ nghĩ là bỏ nhỏ hay, mình hơi bị lạm dụng. Thế là sau một vài tuần gần đây em thấy anh bỏ nhỏ quá nhiều, thành ra không nghe luôn. Cái đó là lâu lâu mình làm một tí xíu mà đúng cái tâm trạng thì nó hay. Nhưng nếu mình bỏ nhỏ nhiều quá thì tự nhiên cái giọng anh hát hẳn nó tự nhiên nó mờ. Tại vì nó nhỏ đều hết trơn. Chắc tại phải đi hát nhiều nó mới có kinh nghiệm. Kịch bản này nó không phải là cái gì đó quá mới. Nhưng mà nó cũng nói được vài điều. Hiện nay là hay có tình trạng mà tổ chức tập thể quánh ghen rồi quay hình lại làm nhục người khác, dã man. Thực sự là hồi nãy Ly có một chút thót tim đối với My. Những cái người trợ diễn của My diễn quá thật. Chị Tư biết không, thật sự là hôm nay thì đỡ đó, ngày hôm qua tập bị đánh mà đánh vô mặt, đánh một cái thật là đau luôn. Và My cũng bị trầy xước ngay cái mũi chảy máu luôn ngày hôm qua. Cho nên là cũng có nói với mấy em nó thôi bữa nay mấy em diễn tiết chế lại. Chứ mấy em nắm đầu chị, mấy em đánh mà đánh ngược ra sao không, mặt mày chỉ còn gì nữa. Nhưng mà diễn rất thật. Từ khi lôi My như thế, My đẩy My té, Ly sợ gì biết không? Ly sợ cái mắt cá chân. Tại vì khi mình mang về cao gót rồi sau đó lôi quằn quại mà nó rất là thật luôn. Tôi nói My chống trả. Nhưng mà chính vì nó thật đó, nó mới tạo cho mình cái cảm xúc rất là nhiều. Và khi sau lúc mà anh Dũng mà dẫn dắt vào, để vào cái bài 2 á, những cái lý do rất là thuyết phục, rất là hay. Chúc mừng tiết mục của em. Dạ, con xin mời lời nhận xét của danh ca Elvis Phương ạ. Anh thấy lúc đầu đó thì là Dũng là một diễn viên. Thành ra cái chuyện mà em diễn xuất rất là tuyệt vời. Còn Hà My đó thì là một ca sĩ. Nhưng mà cái diễn xuất của Hà My hôm nay cũng rất là nổi bật. Khi mà anh coi xong đó thì ngay cái lúc đầu anh bắt gặp một cái tình huống, nghĩa là nó quá hơi căng thẳng cho anh luôn. Nhưng mà cái tình huống đó về sau lại có một cái kết cuộc rất là đẹp. Anh có lời khen hai em đã thành công trong cái màn trình diễn này. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của anh chị tại bán kết Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Đó là phần cho điểm từ phía ban giám khảo. Điểm số Hưng dành cho Hà My và Dũng Nhí là 9.5. 9.5 điểm. Cảm ơn. Chúc mừng anh chị. Dạ, em xin mời chị Tư. Cái ly gửi cho My và anh Dũng 9.75. 9.75 điểm. Xin được chúc mừng anh chị. Xin cảm ơn rất nhiều. Đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình
thường chờ nhau những ngày mưa ngâu. Trong nón che mưa nói chuyện ban đầu. Anh viết câu ca ý đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đâu. Nào hay chiều bên con tàu. Xa nhau hai đứa hai nơi cũng một tầm sâu. Anh ơi bên đây vẫn nhiều hoa đào mà người cũ mãi nơi đâu. Để cho duyên lỡ nhịp cầu. Anh ơi bên đây vẫn nhiều hoa đào mà để cho ông thấy không? Từ sau cái vụ tai nạn đó đó, lúc nào nó cũng có cái ý định trong đầu nó là phải tự tử. Tiếc mà hai ông già lúc nào cũng phải canh nó đây nè. Nói này nghe, bây giờ là yên tâm, nó không bao giờ nó tự tử nữa. Tại sao không tự tử? Nó ngủ rồi. Bây giờ chào nó một cái, hai đứa đi về ngủ, hiểu không? Con đi về mới ơi. Ngủ ngon nha con. Chờ đi. Thế con My, có khi nào nó bỏ nó đi tự tử nữa không vậy? Dạ rồi nó... Ông trời ơi! My! Con, con, cái gì? My tự tử kìa! Nó mang cái cân! Nó mang cái cân! My! My! Đi vô đây! Cái đi gì vô đây! Bỏ cái gì, gì đây! Cậu! Cái gì vậy My? Cái gì vậy? Con đâu có tự tử đâu! Không tự tử cái gì? Con đừng có chối! Cậu nhìn vào ánh mắt của con, cậu biết mày có ý định tự tử. Mà mày tự tử thì không có chuyên nghiệp chút nào hết. Hey. À. Ông vừa phải thôi nha. Ông nói nè. Gì? Nghe chú nói một lần là nhớ. Lần sau nếu con có tự tử, con phải suy nghĩ một cái cách gì đó mà nó nhanh gọn lẹ. Chú... đừng bao giờ tự tử mà treo cổ. Ủa tại sao vậy? Tốn cờ lo. Không không hiểu lắm, không hiểu. Ông này ông không bao giờ ông tưởng tượng được. Đây nè, bây giờ đứng nè, móc cái dây vô nè, vẫn bình thường ra cái ghế nè. À. Đúng không? Lát đau đớn bắt đầu nhỏ dậy. Bao nhiêu cờ lo? Bao nhiêu cờ lo? Hay quá. À, hay hay lắm. Giải hay lắm. Hay trời ơi chú ơi. My nói là My không thôi, tự tử. Thôi, thôi đánh hết giùm con đi. Đã không nói là con không có tự tử mà. Cậu à, con phải sống. Và con phải sống thật khỏe mạnh nữa kìa. Trời ơi, đúng như rồi. Vậy là cậu mừng rồi. Bây giờ nè, cậu với lại chú mày gán dành dụm tiền mua yến cho mày bồi bổ cơ thể. Rồi mai mốt mày có sức khỏe mày đi hát trở lại nha. Sau cái đêm tai nạn đó, đã lấy mất đôi chân của con. Bây giờ con không có, con không có còn tự tin để con đứng trên sân khấu nữa đâu cậu à. Tại sao em lại bi quan như vậy My? Còn anh, em biết là anh rất thương em. Em cũng cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng em như thế này mình không thể đến với nhau được nữa đâu anh à. Tình yêu của em và anh có thể là đã hết, nhưng còn niềm đam mê ca hát, nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng em thì còn không em? Còn. Em còn chứ anh. Đó là nhiệt huyết của em mà. Nhiệt huyết của con mà cậu. Nếu như niềm đam mê, niềm đam mê ca hát và nhiệt huyết trong lòng em vẫn còn, anh sẽ có cách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về phương Nam lắng nghe cung đàn, thổn thức dòng dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dân tràn, chợt thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sao sang sông, sao đã xô lòng bay về Bạc Liêu, con sao bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời tôi. Cô hát ngân nga tiếng tơ giao hoàng, hay lắm. Cậu ơi, đừng có nghỉ đôi chân nữa con, trở lại với khán giả nha con. Con cảm ơn cậu, con cảm ơn chú. Có gì đâu, con mừng quá, con cảm ơn tất cả mọi người. Mình hôm nay cho anh được cầu hôn em. Đồng ý đi con. Em đã gắn bó với chiếc xe lăn này 2 năm rồi. Em không có muốn làm gánh nặng cho anh nữa đâu. Anh sẽ là đôi chân của em từ đây đến suốt cuộc đời. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê? Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ? Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta thầm hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chàng thương em, nhớ em, tất cả là em. Còn gì để bằng lúc ta sum vầy? Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh, thương em nhớ em, tất cả là
Rồi hồi nãy anh để cái kiểu tóc kia đó, đứng từ xa em nhìn tưởng bình minh không á. Dạ lại gần có thấy bình thường. Vậy rồi cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Hồ Bình Chung xin được phép mời nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất thích Dung Nhí và tỏa sáng nửa phần đầu, nhưng mà phần sau thì lại nhường cái phần tỏa sáng cho Hà My. Một sự xếp đặt rất thông minh. Tôi rất thích cái thông điệp mà hai bạn đã gửi đến cho tất cả ngày hôm nay. Cuộc đời đáng yêu lắm, cuộc đời đáng sống lắm. Cuộc đời là những chướng ngại vật, những khó khăn mà chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa khi mà chúng ta vượt qua nó. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn những lời nhận xét rất chân tình của giám khảo Đức Huy. Em xin được mời anh Minh Vy à. Mình vẫn ngọt, mình vẫn hay về cách hát, nhưng mà cái điểm dài quá thì mình cũng phải công bằng cho anh em. Bỏ luôn cái bài Áo đẹp nàng dâu, đùng lên cái hai người có tai nạn liền, và vào cảnh luôn của hai ông bác, ông cậu, thì người ta sẽ bất ngờ và đón đợi. Và cái kịch bản của mình sẽ không bị quá dài. Có một cái này nói vui một tí thôi là anh Huy biết là tụi em phải cố gắng nói hoài, là nói hoài là anh Dũng anh phải thay cái tóc đúng 10 lần. Thì tới hôm nay đúng ngay cái tập của anh Huy thì anh Dũng lại đổi tóc lên, một sự thay đổi đúng dịp, đúng lúc. Cũng có ráng suy nghĩ đổi lắm rồi, giống như là mặc bộ đồ nó sang, thiệt là sang, nhưng mà Lê Nam nó nói là anh mặc cỡ nào thấy cũng có lòi cái cục phèn trong. À, nói ngày nào mình phải tự tin lên. Đôi khi mình không đẹp nhưng mà mình có những cái góc mặt của mình đẹp. Ví dụ như mình chụp hình, mình để cái máy mình có kiểu, mình tạo kiểu nó đẹp. Để em chỉ anh nha. Ví dụ như anh chụp album á, anh tạo kiểu này nè. Tới rồi đó. Nó chụp album mà che cái mặt lại luôn. Dạ rồi, cảm ơn tụi anh nhiều nha. Bây giờ thì hai anh chị vào bên trong, chúng ta cùng chuẩn bị để bước ra phần 2. Cố gắng lên. Xin nha. Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai, trăng khuyết rồi có khi đầy, ngắn cánh rồi cũng sum vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù có âm thầm, ra đi mang trọn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyên câu lứa đôi. Thời gian năm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình kia chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Cho nằm miếng. Thôi. Đây bệnh viện đông người quá, dạ đau quá. Kỳ vậy, vợ chồng mà không cho ôm nữa, chút xíu nó vô chồng ôm hoài à. Nè con nghe ba dặn nha. Mai mốt mà ra đời rồi đó nha, không có bắt chước mẹ, ăn hiếp ba nha không? Ăn hiếp gì?
đứa gì nữa. Má, giờ má đi đâu lâu vậy? Sao giờ này còn ở đây? Không vô đẻ đi. Trời ơi, má bác sĩ đâu có cho đàn ông vô đâu. Má, má nói là có dự sanh rồi, mày không thấy là nó để đứa con biết rồi. Nhưng mà khoan đi, con dặn cái đừng có bán đâu bông nha. Nghe có gì đừng bán không? Lại trời lại Phật phù hộ cho vợ con của con được mẹ tròn con vuông. Vợ tôi, con nè. Má, cho con ẵm con của con nghe má. Trời ơi, con của con nó xinh quá. Vợ con khỏe không má? Thôi, mình đi về thôi con. Má nói gì má? Con phải ở lại, con chăm sóc cho vợ con chứ. Không cần thiết nữa đâu con, đi về. Vợ con My nó chết rồi. Má gạt. Nếu con kêu vợ con vậy, vợ con về. My ơi, vậy về, vậy về với anh đi My ơi. Vậy về với anh với con. Nghe em. My ơi, em trả lời anh đi. Em trả lời anh đi My ơi. My, em nói cái gì với anh đi My ơi. My, mình ơi, em đã đi xa thật rồi. Mình ở lại, ráng mà nuôi con nghe mình. Không, không. My ơi, My ơi, em không chết mà My. Hương hoài, ôi ngàn năm còn đó. Đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi. Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi. Thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn năm, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn năm. My ơi. Xin được cảm ơn các anh chị đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục rất cảm động. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét từ ban giám khảo. Hồ Việt Trung xin được mời giám khảo nhạc sĩ Đức Huy. Vừa rồi là một màn diễn với những tình tiết và những cảm xúc rất cao. Và hai bạn đó là làm cho tôi phải suy nghĩ về những cái tình huống của cuộc đời đó. Và nhiều khi mình trông mong một cái gì tốt nhất, thế nhưng mà cái điều đó lại không được như ý muốn. Hai bạn đã làm rất tốt, xin thành thật khen ngợi. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ nhạc sĩ Đức Huy. Em xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Một kịch bản rất là cảm động, một đề tài cũng vô cùng nhạy cảm và có yếu tố bất ngờ. Cách sắp xếp cho diễn viên
hai diễn viên nằm ở trên giường như vậy để xuất hồn đi, ngồi góc độ dưới đây Hương nhìn thấy ngay lúc đó cái tâm trạng của mình đang rất là đau khổ, vợ mình chết á, thì với cái sức của Dũng nhỏ về cái giường nó nặng và bị khóa cái xe đó, thì Dũng có thể gịch nó qua góc này chạy qua góc kia diễn tả cái tâm trạng mình nó hoảng loạn đi xíu, mi ơi mày đẩy đi nữa thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, chứ mình Dũng cứ cố gắng đẩy cho được á thì nó thấy mình đang bị loay hoay, nếu mình làm được cái đó thì nó sẽ hoàn hảo tuyệt vời. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Cái đó là một cách ăn gian.